Em xin chào anh chị, chúc anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và may mắn. Thì hôm nay trước mặt em đây tại showroom Hyundai Bắc Ninh, đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp màu cát. Thì trong cái phân khúc SUV hạng D thì Santa Fe luôn được dẫn đầu phân khúc với doanh số bán hàng tháng lúc nào cũng trong top 10 tại thị trường Việt Nam. Thì Santa Fe bên em thì được phân phối với cả 4 phiên bản, đó là 2 phiên bản dầu và 2 phiên bản xăng. Thì 2 phiên bản thì chỉ có bao gồm là bản tiêu chuẩn và bản cao cấp. Thì trước mặt em đây là bản cao cấp thì đang có giá niêm yết là 1 tỷ 340 triệu. Và chiếc xe cũng sẵn giao ngay. Thì thời điểm hiện tại thì cũng chuẩn bị vào ngâu rồi, cũng chỉ còn 1-2 tháng nữa là bước vào ngâu thôi. À 1-2 ngày nữa là bước vào ngâu thôi. Thì chiếc xe này cũng đang được hạ nhiệt và có chính sách ưu đãi tốt hơn cái thời điểm 1-2 tháng trước rất là nhiều, nó cũng chỉ có thể lên tới là khoảng 30 triệu đấy anh chị. Đó. Thì về vấn đề về lạc thì anh chị cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm đâu. Thì bây giờ hầu như cái vấn đề đấy nó cũng đã được giải quyết rất là nhiều. Anh chị có thể liên hệ với cả em để em báo giá và chính sách chuẩn cho từng cụ thể từng thời điểm. Về ngoại thất thì anh chị có thể thấy là chiếc xe được trang bị ngoại thất thể thao và cực kỳ là cá tính, rất là hầm hố và khỏe khoắn. Với kích thước dài là 4m785, rộng là 1m9 và cao là 1m720. Đó. Cùng với cả hệ thống đèn trước là đèn full LED, công nghệ projector, kèm hệ thống công nghệ đèn chiếu thông minh và mặt ca lăng mạ chrome kèm camera 360, kết hợp hệ thống kiểm soát hành trình gọi SCC. Đó. Về thân xe thì gương chiếu hậu cũng được tích hợp camera 360 độ và tay nắm cửa được mạ chrome, bán chrome. Rồi đèn hậu cũng là đèn full LED kèm hệ thống cốp điện thông minh, rồi có 4 cảm biến, có cảm mạ chrome. Đó, cũng có cam 360 tích hợp ở đây luôn. Về ngoại thất thì chiếc Hyundai Santa Fe này có cái nét tương đồng khá giống với cả đối thủ đến từ quê Hàn Quốc là Sorento. Nhưng mà em chia sẻ thêm là về mức độ hoàn thiện của Hyundai Santa Fe thì hầu như những cái linh kiện của Santa Fe đều được nhập khẩu hoàn toàn. Hầu như gần như 100% là linh kiện nhập khẩu, về em chỉ việc lắp ráp vào để và bán xe thôi. Còn như Sorento thì có thể là linh kiện trong nước tự sản xuất nhiều hơn, cho nên độ hoàn thiện xe có thể là kém hơn Santa Fe một chút. Đó. Và phần nội thất thì anh chị có thể thấy là chiếc xe được trang bị hai tông màu nội thất, đó là đen và nâu đỏ cô ngắc. Đó, da thì cũng rất là mịn và xịn sò. Những công nghệ không thể thiếu hiện đại của xe Hàn đó là nhiều ghế hai vị trí, rồi sưởi vô lăng, công nghệ sưởi và làm mát hai hàng ghế trước. Đã có tín hiệu vệ tinh. Đó, đã có tín hiệu vệ tinh ấy. Vào hát mở xe là xe nhận diện là vị trí và bắt sóng với cả vệ tinh luôn. Cái này là chỉ riêng cho Hyundai thành công là phát triển cho thị trường Việt Nam. Cái bản đồ map này anh chị đi đâu thì cũng thấy là cái sự tiện lợi của nó. Cảnh báo tốc độ, cảnh báo camera phạt nguội, rồi vân vân. Rồi cần số thì cũng được chuyển phiên bản Santa Fe đều được chuyển thể thành nút bấm, rất là tiện lợi. Còn trên phiên bản dầu cao cấp này bên em thì nó được trang bị thêm chế độ lái địa hình, đó là chế độ lái tuyết là slow này, đường gồ ghề và sa mạc. Đó. Và phiên bản 4 phiên bản đều được trang bị 4 chế độ lái như là Eco, Comfort, Sport và Smart. Rồi loa thì xe được trang bị công nghệ loa Harman Kardon, loa đến từ Mỹ. Đó. Cửa sổ trời thì là cửa sổ trời toàn cảnh panorama bấm một chạm. Đó. Điều hòa thì là điều hòa hai vùng độc lập, lọc không khí ion.
Rồi, phanh tay cũng là dĩ nhiên rồi, là phanh tay điện tử. Vô lăng thì cũng được tích hợp công nghệ lẫy chuyển số. Và theo đó chiếc xe được trang bị thêm những công nghệ như là công nghệ Hyundai Smart Sense, đó là cảnh báo hỗ trợ phòng tránh va chạm người đi bộ, đèn pha tự động, camera 360 hỗ trợ giữ làn đường, hiển thị điểm mù trên màn hình, rồi khóa an toàn thông minh, đó hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi. À đây em review hàng ghế sau. Thì về độ rộng rãi hàng ghế sau thì khỏi phải bàn rồi đúng không ạ? Anh chị có thể thấy là cái độ ngả ghế đấy, ngả ghế tốt này, ngả ghế linh hoạt và độ rộng hàng ghế sau. Kèm theo đó là cửa gió điều hàng ghế sau, của kèm rèm che nắng cho phiên bản cao cấp đó. Và đặc biệt nữa là về vấn đề nhiên liệu ấy, thì đây mà anh chị qua đây thì anh chị có thấy là chiếc xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu trong thời điểm là giá liệu rất là cao. Thì anh chị có thấy là đây nhiên liệu, nhưng nhà sản xuất công bố ở đây thì là ngoài đô thị thì nhiên liệu chỉ hết 5,45 lít trên 100 km, trong đô thị là 8,01 lít và kết hợp là 6,4 lít. Thì cái này thì thực ra nó là cái con số tương đối thôi, nhưng còn em nghĩ nếu mà anh chị chạy thực tế thì anh chị cứ cộng thêm cho em nó khoảng 0,3 đến 0,5 lít thì nó sẽ là chuẩn nhất. Nhưng mà với cái mức tiêu hao nhiên liệu như này thì anh chị có thể thấy là chiếc xe này hiện đại nhưng mà nó không hại điện nó không tốn nhiên liệu một chút nào hết. Và cái công nghệ máy dầu Hyundai thì nó nổi tiếng trên toàn thế giới. Hyundai sản xuất công nghệ động cơ dầu rất là tốt, ứng dụng trong những cái ngành công nghiệp như là tàu thủy, rồi xe tải, xe con, xe máy móc hạng nặng, động cơ rất là bền, hoạt động tiết kiệm nhiên liệu đó. Cùng ngắm qua tổng quan chiếc xe. Rồi có khi em xin phép kết thúc video tại đây. Thì anh chị quan tâm đến dòng xe Hyundai Santa Fe nói chung và Hyundai Santa Fe dầu cao cấp nói riêng thì có thể liên hệ với cả em qua số điện thoại em để trên màn hình. Thì mọi thông tin em xin giải đáp với anh chị vấn đề về giá bán, tình trạng xe và chính sách mua hàng trả góp, em sẽ tư vấn nhiệt tình, tận tình cho anh chị. Thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào và xin cảm ơn.